Hello, trở lại Trung Thu hàng mã sau 4 năm, từ 2019 đến 2024. Sáu ơi, mẹ miếng nào. Gần hết đường rồi đi. 54 hàng mã. Mua rồi. Chào chào cậu. Wow. Ông ơi, ông chọn gì? Ẩm thực đường phố. Trời ơi, cái này phun tự động hả con? Eo ơi. Giờ máy phun lại gió thổi à. Thôi. Có màu. Wow. Sao? Sao chưa dám? Sao chưa quyết định được cái gì à? Ốc chưa quyết định được gì à con? Đấy. Alo Duy. Duy alo. Ốc chưa chọn được gì à con? Thôi. Quay này hay này con này. Bây giờ hàng mã thành phố đi bộ luôn. Ừ. Nhưng mà đi bộ mùa này thôi chứ. Vì hôm nay thứ tư mà. Quay lên. 100% hàng Trung Quốc. Trời. Bán cái đầu lăn bự kìa. Ôi, rực rỡ luôn. Ô, bia cái bên kia là cái gì treo treo kia? Chị kìa. Không. Đấy không phải đèn lồng. Đây là cosplay của cái gì nhỉ? Một em gái. Anh ơi, đây là cosplay của cái gì đấy anh? Cái này không phải cosplay. Xinh nhỉ? Không phải. Nhưng mà không phải. Chả hiểu. Yêu thương rơi đắm xin anh ơi, yêu anh không anh ơi. Sao? Quay lại à? Đây có gần bờ hồ nhỉ? Bên bờ hồ ăn kem. Ra lên xe đi chuyên ra ra. Đây xem thì các chị chỉ thế này thôi. Ông ơi. Ôi dồi anh nhà đầy rồi. Anh ơi, à ông ơi, ông chưa đãi mẹ quay kem được không? Cái gì đấy? Có vật à, cái gì? Có vít à?
Toàn lưỡng lự. Ông lại đi rồi. Đắn đo quá. Trông mặt ốc kìa. Ông ơi mẹ bảo này, nếu như con thực sự thích thì con mua. Nhưng mà sẽ chỉ mua được một món thôi. Sao? Có mua không? Trông cái mặt kìa. Trông cái mặt ốc kìa. Tức là hay là cô chú cho con bấm nhờ cái để con đây bấm thử cái. Lên chơi đi anh ơi. Đấy lên tiếp anh. Đấy là sai rồi. Chơi. Không phải đâu em ạ. Mà là không biết luôn. Đó, đẳng cấp luôn. Sao, có quyết định mua không? Mua đi chứ còn gì. Mua luôn, chốt luôn. Tức là mỗi bạn được 100.000 bây giờ mua là hết là xong. Cái này là cái máy chụp ảnh nhưng mà bắn ra nóng không bóng luôn. Chút luôn. Chút luôn. Ông làng rất đắn đo để quyết định mua một món mà mình thích hay không. Định mức nàng ta chỉ có 100.000 thôi. Mua rồi là hết. Bây giờ mà con muốn mua thì con bảo tôi chốt. Ô tiền của con mà. Các bạn đây. Thế bảo này, thế con có thích không? Con có thực sự thích không? Có quyết tâm muốn mua không? Thế đi trả tiền chú thôi. Chú bớt cho con một đồng đi chú. Thế là con xong nhá, đưa hết tiền của mình nhá, ok. Vi làm gì đấy Vi? Hả? Sáu lang thang gì con? Sao thế hai bạn nào? Hai bạn đã tìm được chưa? Thôi bây giờ chia cho mỗi đứa một tà cho nó hết nợ đi. Nghe. Nghe đưa rồi. Kinh. Đây chưa hẳn 70.000. Nha. Đây là của bố với mẹ. Chị đang đi vào chỗ vắng đấy. Cái chỗ chung đúng của hàng mã kia đông lắm. Thôi đi con ơi. Con muốn vào bên trong không? Hay là đi ăn kem? Muốn vào bên trong xem nữa không? Hả? Mẹ thấy xem nó cũng chỉ thế ấy. Sao? Đi chưa? Con không rút tiền vào túi cầm này là rơi đấy, giật mất đấy. Mất tiêu. Này có mất rồi là để về nhà chơi đi. Tắt đi về nhà chơi. Thôi rồi về nhà chơi. Về với các chị mà chơi con thu tiền các chị nhá. Cầm gọn vào không mất. Bong bóng bay về trời.
ôi bọt bong bóng bay đầy mắt. Ui trời ơi, ngắm mình nhớ. Ôi bơ đúng vào mắt luôn. Khu trong này đông gái ạ. À, vừa bọn chị đứng ở chỗ ngoài rìa. Đây đông lắm luôn. Đâu anh? Đông lắm. Đông lắm bố ạ. Đi địa đi. Đi em con. Trời, nhìn thấy cốc nước trầm cảm. Uầy, bố ơi hạt mưa mưa. Cháu chào thím Thoa. Thím ơi, thím ngắm trung thu tại Hà Nội. Gì con? Ôi eo anh ơi, đông lắm. Thưa chị nghe cầm hộ cho đi, để con đi cho nó thoải mái. Đi, nói nghe này. Đi con còn xem các cái khác đấy. Nhanh con mưa rồi. Oh, bố ơi mưa rồi. Nhanh. Ở đâu? Lên bên vào đến mé này bố này. Mưa rồi. Ôi, mưa to kìa. Kéo dịch ghế ra. Sát vào. Xem gọi món đi này. Ai? Ô, đi dậy mưa sao ấy? Dạ, là con ạ. Bên phía bên này tất cả ghế vàng là của em đấy ạ. Không, Naka. Trần luôn. Các bạn muốn ăn gì nào? Ô. Xin giới thiệu về quán đi. Tôi đang ngồi ở quán tên là gì, có cái món gì? Tôi đang ngồi. Đây là bố đẻ như này. Đó. Còn đồ chưa? Rồi, đang có đồ. Các bạn mình coi rồi có thể hỏi mọi người, các bạn một lượt nữa. Có, mà các bạn mình có
Clip ở đây 5 sao mình sẽ mai làm cái gì, mỗi ngày vuốt.